Trời ơi, đi xe hơi đi xa đấy. Vô đây người nha. Con chào mẹ. Xin giới thiệu với mấy bà, đây là thằng Công con trai của tôi. Nó đang làm ở công ty gì con? Con nói ra mẹ cũng không có biết đâu. Mẹ cứ nói con làm ở công ty là được rồi. Vậy hả? Nó làm ở công ty gì á thì tôi không có biết, nhưng tôi chỉ biết rằng á nó làm một chức vụ rất là quan trọng. Công ty á cấp xe riêng cho nó đi luôn đó. Đó, đó xe đó. Xe đó. Ồ vậy hả? Xe đẹp quá. Làm tài xế cũng đi xe công ty được mà. Mẹ hỏi con nè. Xe hơi của con á là con muốn đi đâu thì đi, mà con muốn chở ai thì chở, đúng không con? Dạ đúng. Nè, mấy bà có thấy tài xế nào á mà được cấp xe riêng cho đi chưa? Ừ ha. Hồi đó giờ là chỉ có giám đốc mới được cấp xe thôi. Ừ, đúng rồi. Ừ. Mà nói gì thì nói, con cái mà ăn nên làm ra thì cha mẹ cũng được nở mày nở mặt. Mà con trai á mới đúng là con của mình. Chứ con dâu con rể mà thành công á thì cũng là con của người ta thôi. Đúng không? Đúng rồi chị. Chị ơi, không biết công ty cháu Công á còn cần người không? Chứ cháu Vũ như tôi á đang cần việc làm đó. Để tôi nói thằng Công nó để ý cho. Nếu có là nhất định sẽ giới thiệu cho thằng Vũ. Dạ, cảm ơn chị. Tôi á là tôi hay thường dạy hai đứa con tôi, sống á là phải biết trước biết sau. Bởi vì á đâu có ai biết ngày sau mình ra sao. Cười người hôm trước á thì hôm sau người cười. Đúng không mấy bà? Mai, chị đi đâu vậy? Chị đi lên trước. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của Gia Đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.